Cái gì đấy? 36 bài tập cho cuộc yêu. Vợ đã có lòng thì anh đây chiều. Hơi thở mạnh thú. Hóa ra vợ mình thích mạnh mẽ. Anh sẽ không làm vợ thất vọng đâu. Đơn giản. Vòng xoay vô cực. Vợ mình còn thích thể dục dụng cụ à? Phải cố gắng mới được. Anh ơi, anh đọc quyển sách em để đấu dương rồi à? Em yên tâm, anh đọc kỹ lắm rồi. Thế à? Thế thì anh thực hành đi nhá. Vội vàng thế cơ à? Vậy thì anh chiều. Đừng đấy làm gì, đi nấu cháo cho con đi. Mãi tôi mới xin được quyển bí kíp sự bé yêu ngon miệng đấy. Bóng xoay vô cực. Hơi thở mạnh thú. Vợ ơi, con không ăn. Nấu dở thế này con nó chẳng không ăn. Thôi còn tạm nhá, tí bữa phụ mẹ thưởng cho váng sữa Monte thơm ngon. Váng sữa này xuất phát từ Đức với 5 nhóm dưỡng chất: chất béo tốt, protein, chất xơ, calcium và vitamin A giúp cung cấp năng lượng. Đặc biệt chất béo tốt còn giúp con hấp thu vitamin A, D, E dễ dàng hơn nữa. Đó, tưởng đọc sách thế nào.